Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Đặng Tùng Vận âm thầm thử váy nữ thần Kim Ưng, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư ra chuồng gà. Đặng Tùng Vận là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí nữ thần Kim Ưng năm nay. Mới đây, thông tin Đặng Tùng Vận đi thử váy nữ thần Kim Ưng đã khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Càng gần đến ngày khai mạc lễ Kim Ưng 2022, dân tình lại càng tò mò không biết ngôi vị nữ thần Kim Ưng năm nay sẽ thuộc về ai. Điều kiện để được chọn làm nữ thần không quá khắt khe, chủ yếu người được chọn phải có bộ phim ăn khách được chiếu trên đài Hồ Nam, đơn vị tổ chức Kim Ưng. Sau đó, ban tổ chức sẽ dựa trên một số tiêu chí khác để xem xét và lựa chọn. Mới đây, dân tình được fan sốt xình xịch, hoang mang cực độ khi một cư dân mạng bất ngờ chia sẻ người này đã nhìn thấy Đặng Tùng Vận đi thử váy nữ thần Kim Ưng. Tuy nhiên, đáng chú ý đây chỉ là một câu nói bình thường, cũng không có hình ảnh để làm bằng chứng, nên netizen hết sức bàn tin bàn nghi. Mặc dù không có ảnh leak Đặng Tùng Vận đi thử váy, nhưng người hâm mộ nữ diễn viên lại cho biết đây là dở bợ. Bởi hiện tại nàng Tiểu Hoa đang bận rộn quay phim ở Thành Đô, Từ Xuyên, Trung Quốc, không thể nào phân thân một lúc làm hai việc. Dù vậy, kể từ lúc xuất hiện danh sách đề cử nữ thần Kim Ưng năm 2022, dư luận tạo ra rất ủng hộ mong muốn Đặng Tùng Vận giành phần thắng. Ngoài trừ chiều cao hơi khiêm tốn thì nhan sắc cô nàng khá hợp với trang phục nữ thần. Thêm nữa thành tích và diễn xuất của mỹ nhân 9X cùng vượt trội hơn hẳn Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc hay Triệu Kim Mạch. Trước đó, mạng xã hội Weibo lan truyền tin tức ngôi vị nữ thần Kim Ưng năm nay rất có thể sẽ thuộc về Triệu Kim Mạch, được diễn viên sinh năm 2002. Thông tin này nhanh chóng chiếm trọn hot search và khiến đông đảo netizen đem ra mộ xẻ, bàn tán. Đặc biệt các fan của hàng loạt diễn viên tên tuổi khác như Dương Tử, Bạch Lộc được đồn đại đang cạnh tranh ngôi vị này lại càng tranh cãi ác liệt. Mặc dù có nền tảng là diễn viên nhí, song khi lớn lên Triệu Kim Mạch vẫn là cái tên xa lạ trong giới giải trí Hoa ngữ. Vậy nhưng từ đầu năm nay, nữ diễn viên trẻ tuổi đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả khi hợp tác đóng cùng với Bạch Kim Đình trong bộ phim chiếu mạng nổi tiếng Khai Đoan. Ngoài ra, Triệu Kim Mạch còn gây sốt truyền hình khi dụ vai nữ chính trong bộ phim Thiếu Niên Phái, khởi chiếu vào giờ vàng Đài Hồ Nam đầu mùa hè vừa qua. Sau tin tức bất ngờ này, đã có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều nổ ra từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng xét về thành tích, năm nay Triệu Kim Mạch có hai tác phẩm gây chú ý. Nhan sắc cô nàng sinh năm 2002 cũng rất xinh xắn và đang ngày càng lột xác. Hơn thế, diễn xuất của Triệu Kim Mạch được đánh giá là rất tốt, đa tài đa nghệ, lại luôn có tinh thần cố gắng. Vậy thì chẳng có lý do gì mà netizen không ủng hộ cho nữ diễn viên trẻ này. Dĩ nhiên, thông tin trên cũng được dân mạng chỉ ra thực chất chỉ là dưa. Vì xét về tuổi đời và sự nghiệp diễn xuất, Triệu Kim Mạch còn quá trẻ, hai tác phẩm phim chỉ hot chứ không bạo như nhiều diễn viên định lưu khác. Có ý kiến khẳng định nếu đây không phải là dưa thì chắc chắn cũng là đang ngựa vòng đề cử diễn viên thôi, còn có các cửa xét duyệt bình chọn nữa. Do vậy, một số fan hy vọng trong năm tới sẽ thấy tên của nữ diễn viên trẻ xuất hiện trên bảng đề cử chính thức cùng với tài năng và sự nỗ lực của cô. Dù chưa biết bảng danh sách này đề cử nữ thần Kim Ưng năm nay ra sao, Triệu Kim Mạch có nằm trong đề cử vị trí này hay không, nhưng theo tình hình hiện tại có thể thấy các fan đang vô cùng háo hức hóng những cái tên diễn viên xuất sắc được đề cử. Trở lại những năm về trước, nữ thần Kim Ưng đều được trao cho các diễn viên nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ, có thể kể tới như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi. Xét về nhiều nguồn tin, lễ khai mạc giải Kim Ưng dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 11 sắp tới. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.